Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, mình đang có mặt tại Thao Gia Ma Kỳ Hưng. Và địa chỉ của Thao Gia Ma Kỳ Hưng là ở số 161 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Hôm nay thì bên ngoài đang mưa rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cập nhật giá dòng xe tay ga đang có mặt tại Thao vào cuối tháng 4. Mình sẽ cùng với một bạn nhân viên ở đây nữa là Cường các bạn cập nhật giá xe ở đây nha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ đến với dòng xe đang hot hiện nay là Yamaha NVX 155 VVA. Thì anh NVX hiện tại thì nó có phiên bản thì gần như giống nhau anh, nhưng mà nó có hai phiên bản đặc biệt là bản đen nhám mâm vàng đồng và cái bản Monster. Thì hiện tại bây giờ hiện tại những người quán bình thường thì giá của nó là 55 triệu đồng anh, là giá cuối. À 55 triệu đồng. Dạ đúng rồi. Còn nếu mình mua bản Monster hoặc là bản đen nhám mâm vàng đồng thì giá của nó hiện tại là 56 triệu anh, là chiếc mình đang coi. Màu đen vàng đồng. Dạ đúng rồi. Và Monster là 56 triệu. Dạ đúng. Còn máy thường là 55 triệu. Đối ví dụ như màu cam này đây. Dạ đúng. Cam đỏ xanh. Xanh CB đúng không em? Dạ đúng rồi. Và màu đen anh. Đen bánh bánh đen. Và màu đen mờ mà đánh đen bánh đen nha các bạn. Còn đây là màu đen vàng đồng. Dạ đúng. Đen vàng đồng khác nhau nha. Ok, bây giờ anh em mình là tiếp tục với dòng xe Grande. Dạ, Grande này hiện tại nó có 3 phiên bản anh. Thì mình thấy hiện tại trước mặt mình là bản Grande bản đặc biệt. Bên kia là bản tiêu chuẩn. Nó xài chìa khóa thường và bản không có ABS. Thì hiện tại ví dụ mình mua những mẫu này thì em sẽ báo cho mình hiện tại nó đang kêu mình bớt cho mình 2 triệu. Giá hôm nay mình mua giá cuối là 43 triệu 500 nghìn đồng anh, đối với bản sử dụng chìa khóa. Dạ, tức là giá của nó là hôm nay là 45 triệu rưỡi đó, thì hiện tại giảm cho mình 2 triệu. Là bản tiêu chuẩn, dạ, sử dụng rồi. Chìa khóa và không có phanh ABS. Dạ, Grande hiện tại giảm mình 2 triệu. Rồi, kế đến nữa là phiên bản đặc biệt anh. Đặc biệt có thì bên em khóa thông minh. Khóa thông minh nè các bạn. Dạ, và nó không có ABS rồi. Và phanh ABS. Thì hiện tại thì bên em nó đang có 3 màu. Hiện tại mình có sắm lông chuột màu đỏ và màu trắng hộp chai. Hiện tại giá của nó là 49 triệu rưỡi anh. Thì trình giảm cho mình 2 triệu khi hôm nay mình mua sẽ còn 47 triệu 500 nghìn đồng. Đó là giá cuối. Giá cuối. Dạ, hiện tại bên kia thì cái mẫu sắm lông chuột nằm bên kia. Màu này đúng không em? Dạ đây bên đây nè. Anh đi theo em nè, anh dẫn mình qua bên con. À đây rồi, sắm lông chuột nha các bạn. Cái kia nãy là đen mờ đúng không? Dạ đúng rồi, bản kia đen mờ á. Bản kia là bản giới hạn. Đây, sáu lông chuột đẹp quá các bạn. Các bạn nhìn kỹ màu xám nè. Rất đẹp luôn ha. Rồi, tiếp tục nữa đến với dòng xe kia, màu đen mờ. Bản giới hạn ha. Bản giới hạn. Dạ. Màu đen mờ nè, rồi màu trắng ngọc trai hả em? Dạ, màu xám mà màu bạc anh, màu bạc nó có thêm một chút trắng ngọc trai vô nó luôn. Đúng rồi, nó làm một miếng này trắng ngọc trai với cái miếng hai bên viền, hai bên đây nè, đây là màu bạc nè. Dạ đúng không em này, màu bạc phía trước này là màu trắng ngọc trai. Dạ, nè trắng các ngọc bạn trai này, đây ở hai bên kính bẩn ha. Dạ. Phần mặt nạ thế là màu bạc, còn dạ, đây là màu xanh. Dạ đúng, xanh mờ. Xanh mờ thì hiện tại ba mẫu này giá của nó là 50 triệu anh, hiện tại đang giảm 2 triệu, thì giá cuối hôm nay em báo với mình là 48 triệu anh, đối với bản Grande là 48 triệu là giá cuối. Dạ. Đó bao gồm VAT. Dạ đúng rồi. Chỉ chưa bao gồm phí giao thông và chiếc bạ thôi. Ok. Bây giờ lại tiếp tục với dòng xe Latte đi. Dạ, Latte ha. Xe Latte. Dạ. Latte thì hiện tại nó đang có một cái màu phiên bản giới hạn, thì mình thấy trước mặt mình là bản màu bạc. Thì hiện tại lúc trước thì nó sẽ không có màu bạc này. Thì bản limited này hiện tại thì chỉ có một phiên bản màu bạc thôi. À. Thì giá của nó là 38 triệu 500 nghìn đồng. Giảm cho mình 2 triệu thì giá cuối hôm nay là 36 triệu 500 nghìn đồng. Ừ. Đó là bản giới hạn, bản cao cấp nhất. Còn ví dụ mình mua những cái bản thường ở kế bên á, như anh đã thấy bên đây á, hiện tại nó còn khoảng đen cái bản trắng hộp chai. Thì giá hôm nay của nó là 37 triệu 500 nghìn đồng, hiện tại giảm cho mình 2 triệu. Thì giá cuối của nó hôm nay là 35 triệu 500 nghìn đồng. Đối với cái bản trắng hộp chai thì giờ bản đen nhám 35 triệu 500 nghìn đồng. Rồi ok, bây giờ mình lại tiếp tục với dòng xe Zanet. Zanet thì hiện tại nó có 3 phiên bản như Grande anh, thì có bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản giới hạn. Thì tiêu chuẩn thì hiện tại có ở đây thì mình có hai mẫu thì nó còn màu đỏ nữa. Thì đây là màu xanh rêu ha em? Dạ, xanh rêu và bản trắng ngọc trai anh. Ngọc và trai. Nó còn một cái màu màu đỏ nữa. À. Thì màu đỏ nó hiện tại nằm trong kho. Màu đỏ bóng phải không em? Dạ đúng rồi, đỏ bóng. Thì hiện tại giá của nó là 28 triệu anh.
giảm cho mình 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu. Thì hiện tại nó còn khoảng 25 triệu đối với bản. 25 triệu. Dạ, 25 triệu. Thì bản Janus này thì tất cả đều 25 triệu, nhưng mà nó có anh em có một cái phần đặc biệt hơn những chỗ khác là bên em nó có sơn lại cái mặt nạ đen, gù đen và cái cản sao màu đen. À, ví dụ như mình chọn những phiên bản này thì nó sẽ mắc hơn chừng khoảng 300 ngàn, thì tức là anh chị sẽ mua những cái này giá là khoảng 25 triệu 300 ngàn đồng. Còn nếu mình không thích thì mình hay mua bản zin của nó thì khoảng tầm 25 triệu. Cái bản zin này là màu gì em? Dạ màu xanh, nó cũng màu xanh, màu xanh này luôn. Này luôn. Dạ, đúng không? À, tức là cái này là điểm nhấn nè. Dạ, điểm nhấn màu đen. Còn cái gù thì nó sẽ xám như thằng này luôn, gù xám vậy luôn. Dạ, cái này là em sơn lại màu đen. Sơn màu đen. Cái cản sao cũng là màu xám thế đó luôn. Dạ. Thì nó chỉ có là bản màu đỏ với bản màu xanh là em có sơn lại thôi, còn bản trái ngọc trai thì em chưa sơn. À. Bởi vì nó chưa có không, nó không có tạm. Như vậy là sơn cái này thì nó chỉ thêm 300 ngàn thôi. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu mà cửa hàng em sơn thì 300, sợ như anh chị mà có ra ngoài mình sơn thì nó sẽ mắc hơn. Sẽ mắc hơn à? Dạ đúng rồi. Mà chưa chắc được chất lượng như vậy đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, sơn lên vậy đẹp đó em. Dạ, nhìn nó thể thao hơn. Ừ, nó thể thao hơn, nó có điểm nhấn. Dạ. Rồi, tiếp tục. Dạ, hãy còn tiếp tục với phiên bản đặc biệt nha. Hiện tại bên đây nè, thì nó sẽ có cái màu đỏ. Dạ. Cái màu đỏ giá hôm nay của nó là 31,5 triệu anh. Thì hiện tại giảm cho mình 3 triệu. Thì phải tầm 28,500,000 đồng. 28,500,000 đồng. Dạ đúng rồi. Đó là cái màu đỏ, hiện tại thì nó có 3 màu, nhưng hiện tại bên em thì chỉ để chưa một màu thôi. Cái màu kia hiện tại là trong kho. Ok. Dạ, hiện tại bao đặc biệt thì về nó khá ít. Rồi giờ bên đây thì cơ bản giới hạn á. Giới hạn thì em cho mình phía mặt mình là màu xám lông chuột, màu đỏ nhám, màu trắng và màu đen nhám ở sau. Đây, xám lông chuột, đỏ nhám, màu đen nhám và màu trắng và màu trắng này. Dạ. Thì nó mắc hơn bản đặc biệt chừng 1 triệu, thì giá của nó là khoảng 32,5 triệu, giảm cho mình 3 triệu, rồi còn 29,500,000 đồng là giá cuối rồi. Ok, 29,500,000 đồng. Mình cho các bạn xem luôn cái màu đen mờ này, thước sơn mờ của Yamaha đẹp lắm các bạn, rất đẹp ha. Thì nó hiện tại là 29,5 triệu đó. Hiện tại 29,5 triệu. Chương trình này còn áp dụng đến tháng 5 anh. Bản này là bản giới hạn. Bản thì nó đặc biệt được cái là nó sẽ có bánh, nó sẽ có những cái màu sơn khác. Có cục thái gọng, nói chung để được qua từng nó bảo hiểm, nó khoát. Yên của nó thì nó có viền đỏ. Yên viền đỏ. Dạ. Nó có, nói chung là nó một cặp với màu trắng. Còn những cái bản này là bản mới ra. Nãy giờ anh nghe em nói là giảm gì đó, có phải là chương trình này không em? Dạ đúng rồi, đúng không? Hiện tại đúng rồi chương trình này. Lướt Yamaha Vivo nhận quà hè cool. Dạ. Thì nó áp dụng được từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 5. Thì tất cả những dòng xe mình thấy bên dưới đó, thì tất cả đều khuyến mãi theo từng mốc giá. Rồi như vậy ha. Thì đây là clip anh em mình báo giá vào cuối tháng 4 nha các bạn. Rồi qua tháng 5 á, mình lại có clip mình báo giá riêng nữa. Trước khi kết thúc, mình lại đọc lần nữa, đọc địa chỉ của cửa hàng Thao Yama Kỳ Hưng ở số 161 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng nha các bạn. Bây giờ mình xin phép được kết thúc video đây luôn. Xin chào các bạn luôn nha.